Ôi hello, xin chào anh em ha, xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi buổi tối này có 3 món lên giới thiệu anh em ha, giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em nào mua đơn hàng 300.000 chuyển khoản đủ em bao ship ha. Rồi đầu tiên là bán giới thiệu cho anh em một cái rìu nha. Rìu này thì không có tên tuổi gì ha, nhưng mà em đã mài bén nè, nặng ký này nè. Rồi con này bán giá 250 ha, kháng là ngon lành nè, nặng ký nè. Rìu 250 nha, này có cái bảo vệ lữ nữa nha. Rồi cái rìu 250. Rồi một cặp, một cây mỏ lết miệng và một cây mỏ lết răng, mỏ lết miệng nha, của Thụy Điển nha. C300mm luôn, siêu rành ha. Và một cây Gisuke ha, cây Gisuke 300mm luôn. Rồi cặp này em bán giá 300 nha nè ha, 300k. Rồi cái kéo cắt cành đó. Lưỡi ok ha, bán giá 250 nha. Kéo cắt cành trắng đỏ 250. Rồi con nghe tô 200k nha. Con nghe tô kẹp 1038 nè, 200k. Rồi có cái búa anh em, có cái búa nặng 4,5 kg nè, bán anh em 350 nha. Hiệu có con voi luôn ha. Rồi anh em mua liên hệ em qua số điện thoại nha.